Chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Thao Chim Cú Gáy. Trên màn nhỏ các bạn là chú chim mồi mùa trần được thả ra ngoài tự nhiên. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời. Và đây là cặp chim bố mẹ sinh sản, nuôi bán hoang dã, hạ thổ. Chim mã ngỗng phấn hồng, đầu xanh đuôi xám. Và tiếp theo là chú chim này là chú chim khách với lớp cườm lần lượt ong ánh. Và bên mình là chuyên về những chú chim hồng. Đây là những chú chim lai ghép ra tạo thành những cái màu lạ dành cho giới biết sưu tầm và chơi chim. Và đây là mô hình nuôi hoang dã hoàn toàn. Những chú chim Pháp, Nhật bố mẹ hậu bị để mình tạo ra. Và tiếp theo là đây là những dàn chú chim non giống đầu xanh đuôi xám. Tầm này các bạn mua loại bón hoặc là loại biết ăn rồi. Và tiếp theo là đây là chú chim mồi đất của mình. Quý vị các bạn hãy liên hệ số 0163 5305 982 để được tư vấn. Cảm ơn các bạn. Anh em thân mến, Thao Chim Cú Gáy trước khi gửi chim lên xe khách để đi đường dài, Thao Chim Cú Gáy giới thiệu với anh em là đây là một khách hàng quen thuộc. Số điện thoại là 0988 540 004. Anh Trần Quốc Thái 16 hẻm 3 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà Lạt. Đây là những chú chim mà mình sẽ gửi cho bạn Thái. Nó sẽ ăn uống ở trên đường rất tốt. Đó. Ăn uống trên đường rất tốt. Đó. Ăn uống trên đường rất tốt. Và đây những chú chim thật là tuyệt vời. Đây là những cặp chim thật là tuyệt vời đúng không ạ? Bạn nhìn này. Cặp dưới là cặp bố mẹ chim Pháp. Hai cặp trên là chim ta này. Mã ngỗng phấn hồng. Đầu xanh đuôi xám. Mình để sát rô. Quay bên này. Đánh dấu hết rồi, ghi sổ đánh dấu hết rồi. Đó. Chim rất là thuần, rất là đẹp. Đây. Mang ra đường, đó. Xe khách sắp đến nơi rồi. Anh em nào muốn mua những cặp chim như thế này liên hệ cho bên mình, số điện thoại là trên phiếu. Trước khi đi mình có con dấu niêm phong là khi đó anh em nên chắc chắn gửi thêm một cái lồng như này và một cái lồng quả đào nữa. Số điện thoại là 0163 530 982. Đây là Thao.
yếu ánh sáng một chút. Không sao. Mình vào zoom lại một chút. Những con chim cường giắc, cường vừng. Rất là đẹp. Rất là hồn nhiên. Dấu quy chân này. Con thì bên chân trái, con thì bên chân phải, con thì hai chân. Đặc biệt là mình không bao giờ nhổ lông cánh hay là đánh cắt đuôi bao giờ cả. Nhìn cái phân của nó rất là vón này này, biết là chim rất là khỏe mạnh. Đã chuyển khoản. Vườn chim của mình ở tại cổng trại đa điểu xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, cung cấp ra cái thị trường này những cặp chim giống. Đây là những cặp chim bố mẹ. Chim này nó gọi là chim Bắc Bộ. Đó, mã ngỗng, cườm rất đẹp, màu lông rất là đẹp. Đó. Đây là những chú chim mình nuôi ở nhà, là nuôi avi, là nó khá là đẹp. Ngoài ra thì mình cũng cung cấp chim bố mẹ sinh sản, chim hồng,
chị mơ, mơ đầu, mơ mặt. Mơ chủ yếu là chim gáy thuần trục, gáy cu cườm như này. Chim non thì mình cung cấp ra thị trường rất là nhiều. Đó. Và chim chim khách, chim cu khách cũng là một cái lượng chim dành cho các bác chơi, đặc biệt là các bác cao tuổi. Chim cu cườm, chim cu mồi thế. Mồi cây hoặc là mồi đánh giò, mồi đất.